Video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lưu tuyến đường đã đi ở trên ứng dụng Google Maps. Khi các bạn sử dụng ứng dụng chỉ đường Google Maps để chỉ đường tới một địa điểm nào đó và sau này các bạn muốn sử dụng lại tuyến đường đó, các bạn sẽ sử dụng tính năng lưu lại tuyến đường đã đi ở trên Google Maps. Và khi các bạn sử dụng tính năng này thì mỗi lần chúng ta muốn chỉ đường lại tuyến đường đã đi, các bạn chỉ cần bật vào chế độ đã ghi. Như vậy chúng ta sẽ không mất thời gian để có thể định vị và xác định chỉ đường lại từ đầu ở trên ứng dụng Google Maps. Để sử dụng một tính năng này, đầu tiên các bạn sẽ mở ứng dụng Google Maps lên. Chọn là phần tìm kiếm. Ở đây các bạn sẽ gõ một địa điểm mà các bạn muốn định vị tuyến đường. Tiếp theo các bạn chọn là phần đường đi. Lúc này Google Maps sẽ chỉ cho các bạn những tuyến đường ngắn nhất và các bạn có thể là đi tới địa điểm mà các bạn đã chọn từ trước. Và ở đây nếu như các bạn muốn lưu lại tuyến đường để sau này có thể chỉ đường lại mà không cần phải tìm kiếm lại nữa, các bạn nhấn vào biểu tượng ghi ở đây và chọn là phần xem chuyến đi. Như vậy là các bạn đã lưu được tuyến đường thành công. Sau này nếu như các bạn muốn Google Maps chỉ lại tuyến đường mà các bạn đã lưu, các bạn chỉ cần chọn vào phần di chuyển. Ở đây các bạn sẽ thấy là tất cả những cung đường mà các bạn đã lưu lại từ trước thì nó sẽ có lịch sử ở đây và các bạn chỉ cần bấm vào. Ngay lập tức Google Maps sẽ chỉ cho các bạn tuyến đường ngắn nhất để có thể đi tới địa điểm mà các bạn đã chọn ở trên Google.